Chú Nguyễn ơi. Ủa sao hôm nay tự nhiên nhà không có ai hết trơn vậy ta? Trời ơi, bao nhiêu công sức nguyên buổi sáng, ba chén nước mắm ngon rồi ngon, chưa kịp ăn luôn á. Nước mắm hả? Nè, anh vừa phải thôi nha. Nè, tôi làm cái gì? Thì sao, muốn cái gì? Còn nếu con cảm thấy con không làm được, chú sẽ điều người khác thay vào vị trí của con, để đảm bảo tính hiệu quả kinh doanh của toàn công ty. Anh điều tra được, thực ra ông Nguyễn không hề phá sản mà chỉ giả bộ thôi.